Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Khánh Đan, học sinh lớp 11 Huế, trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc. Và sau đây sẽ là bài dự thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, chủ đề Sách và Khát vọng cống hiến, về một quyển sách của nhà xuất bản Trẻ, mang tên Sài Gòn chọn nhớ những điều thương, cách chúng ta cùng nhau đi qua đại dịch. Còn chần chờ gì nữa, cùng bắt đầu thôi! Vào cuối năm 2019 và những ngày tháng đầu tiên của năm 2020, cả thế giới đã phải đối mặt với một con virus nhỏ bé, tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra nó lại trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ có thể biến mất trong ký ức của mỗi người, mang tên virus Corona. Đất nước Việt Nam cũng đã vô cùng mạnh mẽ khi vượt qua biết bao lần dịch bệnh bùng nổ. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải trải qua một năm 2021 với năm tháng kinh hoàng, lần thứ tư chống chọi với đại dịch Covid-19, với chủng biến thể Delta vô cùng nguy hiểm và đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người dân Việt Nam một cách đầy tiếc nuối. Đã có rất nhiều quyển sách ra đời trong giai đoạn này, thế nhưng cuốn sách mà tôi chuẩn bị giới thiệu đây, Sài Gòn chọn nhớ những điều thương, cách chúng ta cùng nhau đi qua đại dịch, là một tác phẩm mà với tôi, nó chứa đựng đầy khát vọng cống hiến và nguồn năng lượng tích cực, thứ mà không phải ai cũng có thể tìm thấy trong khoảng thời gian đầy đau thương và mất mát này. Không những thế, 100% lợi nhuận từ cuốn sách sẽ được đóng góp vào quỹ phòng chống Covid-19 của đất nước, đó quả là một điều vô cùng đáng quý. Sài Gòn chọn nhớ những điều thương là cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Trẻ, phát hành toàn quốc vào tháng 1 năm 2022 với sự chấp bút của 25 tác giả, trong đó có y bác sĩ, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhiếp ảnh gia và rất nhiều tác giả từ các ngành nghề khác. Quyển sách có tổng cộng 232 trang, được chia thành 26 phần, là tập hợp những bài viết, những chia sẻ sống động của chính người trong cuộc khi họ có mặt khắp thành phố, từ bệnh viện tuyến đầu đến các khu cách ly, các phố lớn hẻm nhỏ của Sài Gòn trong đại dịch. Đó cũng là lúc một thành phố năng động, nhộn nhịp bỗng trở nên im ắng với đầy ắp nỗi đau buồn. Dưới những dòng viết chân thực ấy, ta mới cảm nhận rõ tình yêu thương và sự kiên cường của con người chưa bao giờ lại trở nên rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ đến như thế. Ở những phần đầu tiên, ta bắt gặp hình ảnh các bác sĩ tuyến đầu, những tình nguyện viên, người mà có thể nói là những vị cứu tinh, những người bận rộn nhất trong mùa dịch. Cuốn sách như một bức tranh khắc họa rất chân thực và xúc động về những trải nghiệm của họ, nơi gam màu tươi sáng vẫn là chủ đạo. Như câu chuyện của bác sĩ Hớn, từ một bác sĩ phẫu thuật đã bất đắc dĩ chuyển sang hồi sức cấp cứu, hay chị Hiên, cô thủ lĩnh của khối điều trị, thường ngày vẫn luôn hừng hực năng lượng cũng đã bật khóc khi mất cả gia đình vì Covid, hay những bạn sinh viên trường y sẵn sàng vào Nam viện trợ mà không ngại việc ngày đi không biết bao giờ trở về. Có thể thấy, những chiến sĩ áo trắng ấy vẫn luôn mạnh mẽ, dấn thân vì sứ mệnh cao cả của mình. Mỗi góc nhìn và câu chuyện của các tác giả đều rất khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một ước muốn được cống hiến hết mình, hết sức và một sự hy sinh thầm lặng thật đáng trân trọng biết bao. Càng đọc về sau, ta chợt nhận ra câu chuyện của bản thân trên những trang sách ấy. Là những chuỗi ngày giãn cách được hình thành, bao sợi dây phong tỏa được dăng lên cùng với biết bao nỗi lo âu, sợ hãi. Đó còn là những câu chuyện đời trong nghịch cảnh, những giọt nước mắt đầy tiếc nuối khi ngày càng có nhiều sinh mạng phải ra đi. Một cảm giác bất lực đến đau lòng khi số lượng nhân viên y tế không đủ để có thể cứu được tất cả các bệnh nhân. Có biết bao y bác sĩ cũng đã phải chia tay người thân mà không thể nào gặp lại. Và cũng đã có những người đã thực sự kiệt sức, gục ngã sau chuỗi ngày dài chiến đấu đầy khó khăn. Nguyễn Khắc Cường, tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ và cũng là một trong những tác giả của quyển sách Sài Gòn chọn nhớ những điều thương, đã viết nên những câu thơ đầy xúc cảm. Tia nắng hỏi tôi có khỏe không, tôi vẫn dùng máy thở, bầu trời và biết ơn từng chiếc lá. Con đường hỏi tôi có nhớ không, tôi gửi lời xin lỗi tiếng còi xe những chiều hối hả. Bông hoa hỏi tôi có nghe hương thơm, chiếc khẩu trang sao vẫn theo tôi vào giấc mơ mỗi tối. Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng các y bác sĩ vẫn ngày đêm cố gắng, người thì hỗ trợ việc lấy mẫu thử, người tham gia vào đội ngũ chính trong công tác chữa trị, nghiên cứu. Khi mà bác sĩ và bệnh nhân như trở thành người một nhà, khi những cái bắt tay vội vã cũng trở nên ấm áp đến như nào.
đó là những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái giữa người với người. Chính nghĩa cử đó đã làm cho người Sài Gòn cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch này, khiến ta nhận thấy sức mạnh của một loại kháng thể vô hình, đó là tình yêu, thứ đã cứu lấy Sài Gòn lúc bấy giờ. Hơn 100 ngày qua sẽ là những ký ức không thể nào phai mờ với những ai đã chứng kiến, đã đi qua. Những vết sẹo còn hằn rất sâu trong lòng chúng ta, và mỗi bỏng rát sẽ dịu đi theo thời gian. Nhiều bài học lớn sẽ được rút ra từ đây, và chúng ta sẽ mãi mãi yêu thương nhau như đã từng, để cùng xây dựng một thế giới bình yên như nguyện ước. Có phải chăng lần này, đại dịch đã dạy cho chúng ta một bài học đắt giá về tình người? Dẫu ở giữa mây mù, ta vẫn nhận thấy được những tia nắng ấm áp, để biết rằng niềm khát vọng cống hiến vẫn luôn bùng cháy trong mỗi y bác sĩ. Cho dù đó đều là những hy sinh thầm lặng, nhưng hơi ấm ấy vẫn có thể xoa dịu được biết bao trái tim của người dân Sài Gòn nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Quyển sách là minh chứng cho việc quá khứ không thể thay đổi, nhưng con người ta có thể lựa chọn cách để nhớ về. Không thể quên những điều buồn, nhưng mà tôi chọn nhớ những điều thương. Quả thực, Sài Gòn chọn nhớ những điều thương là một quyển sách vô cùng ý nghĩa, như một liều thuốc chữa lành, một lời động viên chân thành ấm áp. Trong tận cùng của sự căng thẳng, những âm thanh huyền diệu ấy đã cất lên, xoa dịu nỗi tổn thương mất mát của biết bao tâm hồn. Tập sách nhỏ này được góp lời từ những người đã âm thầm nắm tay nhau đi qua đại dịch, ghi lại đôi điều về một mùa hoa nở trong bão dữ như thế. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ, chiến sĩ cùng các tình nguyện viên đã hy sinh đến quên mình, luôn cống hiến bằng tất cả sức lực để đưa thành phố đi qua những tháng ngày đau thương và khốc liệt. Cảm ơn những con người có tấm lòng đẹp như hoa, quý như ngọc, đầy cao cả, đã dũng cảm gánh vác trách nhiệm cùng xã hội và trao cho nhau rất nhiều tình yêu thương. Và cuối cùng là cảm ơn tất cả các tác giả đã cùng nhau viết nên một quyển sách thật tuyệt vời, giúp cho không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người khác hiểu hơn và trân trọng hơn những công ơn to lớn, những công ơn mà có thể nói là không gì có thể sánh bằng. Cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh bên nhau. Cảm ơn vì tất cả.